Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáu ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thiết đãi Đức Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá, sức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Judas Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: Sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Y nói thế không phải vì lo người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy, anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó, họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn là để nhìn thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh Lazaro nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trở về bài tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe, đây là một câu chuyện thật là đẹp về lòng mến. Tại sao nó đẹp? Bởi vì chúng ta thấy trước tiên đây là một câu chuyện có thật. Bởi vì những trạng từ chỉ thời gian, địa điểm, nơi chốn rất rõ ràng mà Thánh Gioan cho chúng ta vừa nghe. Ở nhà, ở làng Bethania, ở nhà cô Maria, Marta và anh Lazaro rất rõ ràng. Vào buổi chiều, rất cụ thể, đây là một sự kiện có thật. Và điểm thứ hai, đó là sự một diễn tả một tình yêu vượt bậc, một tình yêu chọn đúng thời điểm. Chúng ta biết, vậy câu hỏi hôm nay suy tư bài tin mừng hôm nay đặt ra cho quý ông bà và anh chị em, chúng ta có yêu mến Chúa không? Thiếu nhi có yêu mến Chúa không? Chẳng có ai ngồi đây mà bảo cha hỏi thế cũng hỏi, ai chả yêu mến Chúa, không yêu mến Chúa đến đây làm gì? Nhưng chúng ta yêu mến Chúa được diễn tả như thế nào? Đến đây xong về mà chúng ta chưa từ bỏ những tính hư tật xấu, như cha cố vừa rồi trước khi đi xưng tội, cha cố đã gợi ý cho chúng ta sám hối đấy. Nếu chúng ta về nhà mà vẫn giữ nguyên thói hư tật xấu, ghen ghét, ganh tị, nói hành, nói xấu, nói tỏi, thì chúng ta có yêu mến thật hay không? Chúng ta thấy cô Maria là ai? Là người yêu mến Chúa hơn cả. Chắc chắn trong nhà ba chị em ai cũng yêu mến Chúa. Mỗi người yêu mến Chúa thể hiện qua một cách thức khác nhau. Chúng ta biết lấy một cân dầu cam tùng hảo hạn, 300 quan tiền là chúng ta biết là nó tương đương với gần một năm ngày công của chúng ta làm thời bấy giờ. Nào ai dám bỏ cả một năm đi làm để mà quảng đại cho Chúa không? Mà ngài cô Maria chọn đúng thời điểm Đức Giêsu và đông người đến đấy, đập bình dầu bạch ngọc cam tùng để sức chân Chúa. Mà điều đáng chú ý hôm nay người ta chỉ có sức dầu thôi nha. Sức dầu là sức lên đầu, chứ không ai đi sức chân cả. Sức chân là một cái nghi thức để dành cho táng niệm người đã chết thôi mới sức chân. Còn thường người sống chỉ sức một giọt, hay có ai đổ cả cân dầu lên đầu đâu? Không có. Vậy mà cô Maria đã làm điều đấy.
vượt qua tất cả những lời nói dị nghị. Chắc chắn ai mà làm điều đó, nhiều người chúng ta nghĩ là cô này dở hơi hay quá hơn là bị điên, làm những điều không tưởng. Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay lời mời gọi bước vào thứ hai đầu tuần mùa chay thánh, cho chúng ta chiêm ngưỡng một mẫu gương cô Maria về lòng mến. Chúng ta có quảng đại dâng hiến cho Chúa những gì mà Chúa cần, những gì giáo hội mời gọi và những gì bề trên, và đặc biệt là cha xứ đại diện cho bề trên đang ở với cộng đoàn mời gọi chúng ta hay không? Cô Maria đã chọn đúng thời điểm để tỏ lòng yêu mến Chúa. Bây giờ con cái cũng vậy thôi. Lúc bố mẹ còn sống bảo con yêu bố mẹ thì chẳng chịu cho ăn gì, đến khi bố mẹ nằm ở trên bàn thờ, ngồi trên bàn thờ lúc đấy mới bảo yêu bến bố mẹ, đem bày mâm cao cỗ đầy. Như thế được ích gì hay chăng? Tỏ lòng yêu mến không đúng thời, đúng điểm. Chính vì vậy, đây là thời trở về, đây là thời để tỏ lòng yêu mến. Trong tuần thánh này, hôm nay chúng ta tỏ lòng yêu mến đặc biệt là đến đây vâng lời kêu gọi của cha xứ đi lễ đông hơn ngày Chủ nhật để lãnh nhận bí tích hòa giải, để lãnh nhận hồng ân của Chúa đến cho mỗi người trên giáo xứ, cho từng gia đình chúng ta, để chuẩn bị bước vào tuần thánh. Đó là tỏ lòng yêu mến cách đặc biệt mà chúng ta hôm nay có mặt ở đây. Cho nên hôm nay noi gương cô Maria không phải là chúng ta đôi khi chỉ bỏ ra những thứ đắt tiền mới được tỏ lòng yêu mến, bỏ những số tiền rất lớn chưa đủ, nhưng noi gương theo cô Maria bằng sự khiêm nhường, quỳ xuống lấy tóc mình lau chân Chúa, sám hối, biết canh tân và yêu mến như Maria. Đó là lời mời gọi mỗi người chúng ta hôm nay. Vậy qua bài tin mừng lời Chúa hôm nay Thánh Gioan cho chúng ta nghe, chúng ta tỏ lòng yêu mến Chúa như thế nào? Như là lời mời gọi chúng ta yêu mến Chúa và yêu mến giáo hội, bề trên đến kêu gọi chúng ta góp phần, góp công, góp sức chúng ta để xây dựng ngôi nhà chủng viện chung của giáo hội, chúng ta yêu mến như thế nào? Đây là đúng thời, đúng điểm để chúng ta tỏ lòng yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội và vâng lời bề trên. Chúng ta có làm hay không? Amen.